À, rất là biết ơn thầy và rất biết ơn chị Song Yến đã cho Phương Anh một cơ hội được đứng trên này ạ. Có thể xin các anh chị ở đây một tràng tay thật lớn được không ạ? Vâng, em xin giới thiệu em tên là Thái Vương Anh ạ. Và hiện tại thì em đang là CEO Founder của thương hiệu Elapcode, cũng là CEO phát triển thị trường của thương hiệu mỹ phẩm Dr. Lacy. Và thật sự rất là biết ơn tất cả các anh chị ngày hôm nay đã có mặt ở đây để Phương Anh có thể được giao lưu và học hỏi cùng với tất cả các anh chị. Và thật sự là năm nay là một năm rất rất À, năm 2022 là một năm rất là thành công với Phương Anh ạ. Phải nói là Phương Anh được rất là nhiều thứ ạ. À, đầu tiên, đó là một gia đình hạnh phúc ạ. À, thầy và chị Song Yến là những người đã chứng kiến Phương Anh là một bà mẹ đơn thân. Từ trên một vùng quê nghèo và xuống dưới Hà Nội để lập nghiệp với cái mong muốn là đưa con về ạ. Và sau 5 năm với cái hành trình bà mẹ đơn thân đấy, thì trong năm 2022 Phương Anh đã lấy được chồng ạ. Và một điều tuyệt vời hơn nữa đó là hiện tại thì Phương Anh tậu cả nghé luôn ạ. Trong một năm ạ. Và cái điều này thật sự rất là biết ơn thầy Trần Toản và chị Song Yến rất là nhiều ạ. Thầy nói là rất là biết ơn bởi vì là khi mà Phương Anh quyết định trở thành học trò cốt trinh của thầy ạ. Thì đầu tiên Phương Anh nghĩ rằng mình sang đây là mình sẽ học về kiến thức. Mình học về chiến lược đúng ạ? Nhưng mà khi mà sang thầy và sang chị Song Yến rồi Thì cái mà Phương Anh được nhận ấy ạ Nó không phải chỉ riêng kiến thức đâu ạ nó chính là cái cái bên trong nó là hạnh phúc gia đình nó là cái hạnh phúc từ bên trong chính bản thân mình ờ, trước đó thì phương anh chỉ tập trung vào kiếm tiền chỉ tập trung vào xây dựng hệ thống chỉ tập trung vào cái việc làm 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 mà quên mất rằng rằng là bản thân mình cũng là phụ nữ và bản thân mình cũng rất là cần một cái tình yêu và cần cái sự hạnh phúc nhưng mà trước đấy thì mình bị mang một cái hình ảnh rằng là gì mình đi ra ngoài là boss thì mình về nhà mình đối xử với người yêu mình với chồng mình cũng là boss ạ anh những số anh chị em ở đây đang gặp tí tình trạng đấy ạ. <laughs> vâng, và khi mà sang thầy và chị Song Yến thì Phương Anh đã được học rất là nhiều và sửa đổi bản thân mình từ bên trong. Và cái từ khóa đầu tiên đó chính là gốc rễ ạ. Và Phương Anh đã áp dụng cái từ khóa này trong suốt năm 2022. Ờ, nếu mà để nói sâu hơn một chút nữa thì đầu tiên đó là Phương Anh xây dựng lòng biết ơn từ bên trong. Sau đó là trân trọng những cái gì những cái những người những con người những đồng đội những người thân yêu của mình những công công việc của mình và những cái điều mình đang làm mình trân trọng từng ngày từng giờ từng phút luôn ạ và khi mà khi mà phương anh sang thầy ấy ạ thì từng câu từng chữ của thầy thì phương anh rất là ngấm và và mang nó về là sử dụng 100% áp dụng triệt để luôn ạ và để có được cái gốc rễ đó thì chắc chắn rằng là mình phải luyện tập rất là nhiều à, về cái thành công tiếp theo trong năm 2022 đó chính là Phương Anh đã nhân bản được cái đội nhóm của mình lên 10.000 người Và khi mà sang thầy thì đặt mục tiêu là 1.000 tỷ ạ Đầu tiên là đặt mục tiêu có 600 tỷ thôi ạ Nhưng mà khi mà sang thầy cái quyết định đặt mục tiêu lên 1.000 tỷ Tại sao Phương Anh lại đặt mục tiêu lên 1.000 tỷ Bởi vì khi, khi đó Phương Anh nghĩ rằng mình phải đặt mục tiêu lớn Thì khi đó mình mới nghĩ lớn, làm lớn Và mình dám làm những thứ mà từ trước tới giờ mình nghĩ rằng mình không làm được ạ và trong năm 2022 thì Phương Anh đã hoàn thành đến 80 có nghĩa là nó vượt lên so với cái con số đầu tiên lúc mà mình mới nghĩ là mình mới đặt là 600 tỷ ạ. Nhưng nó vượt lên là 800 tỷ ạ. Và em đã hoàn thành là 800 tỷ trong năm 2022. Là một con số mà đến bản thân Phương Anh nghĩ rằng mình 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 mình, mình khó có thể đạt được. Và để có được cái thành công như thế thì thực sự là những cái mà Phương Anh đang được nhận hoàn toàn là cũng nhờ đội nhóm của Phương Anh rất là nhiều. Và Phương Anh không không muốn nói về nhiều về cái 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 thành quả của mình mà Phương Anh muốn chia sẻ về thành quả của đội nhóm Phương Anh. Đội nhóm của Phương Anh họ có tiền, họ thành công và họ xây được những cái ngôi nhà nó lên đến 10 tỷ. Và trong năm 2022 thì hệ thống Phương Anh có 30 thành viên mua xe ô tô ạ. Và Phương Anh rất là tự tin rằng là hệ thống của mình là một hệ thống giàu có và thành công. Bởi vì sao ạ? Cái sự thành công của một bốt mỹ phẩm của một người lãnh đạo không phải là đến nguyên từ cái việc mà thành quả của bản thân mình có gì mà đội nhóm của mình đi theo mình họ có những cái gì họ có tiền hay không họ có phát triển bản thân hay không họ có thành công hay không họ có hạnh phúc hay không thì cái điều đấy là cái điều mà phương anh quan tâm nhất và đứng lên đây thì thật sự là phương anh rất là muốn chia sẻ thêm cho các anh chị ở đây một vài cái từ khóa mà đã giúp cho phương anh kích được cái doanh số một tháng lên đến 200 tỷ ạ bao nhiêu số các anh chị ở đây mong muốn phương anh chia sẻ Vâng ạ. Và cái tháng mà Phương Anh kích được đội nhóm lên 200 tỷ, trên thực tế là không phải tự nhiên một phát lên 200 tỷ đâu ạ. Mà trong cái quá trình khi mà sang thầy coaching từ tháng 3 cho đến tháng 8, thì Phương Anh đã có cái thời gian để rèn luyện đội nhóm của mình. Khi mà sang thầy đầu tiên chiến lược Phương Anh làm đó là chiến lược tuyển sĩ online và đứng trên vai người khổng lồ. Sau đó làm chiến lược tuyển sĩ hội thảo là hai chương trình Bắc Lam rất là lớn tiếp sau đó thì Phương Anh bắt đầu sử dụng chiến lược vết dầu loang. Có nghĩa là một chương trình mình đo lường nó đã thành công rồi thì mình phải làm đúng đủ đều và làm liên tục. Và những cái chiến lược đấy Phương Anh áp dụng triệt để và làm tất cả các tỉnh thành ạ. Hệ thống của Phương Anh ở bao nhiêu tỉnh thì Phương Anh làm bấy nhiêu chương trình ở những cái tỉnh đấy ạ. Và từ cái những cái chương trình đó thì Phương Anh cứ nhân bản cái chương trình đấy ra và đội nhóm của Phương Anh bắt đầu cũng có cơ hội để đứng sân nhiều hơn. Chính vì vậy mà từ tháng 3 cho đến tháng 8 thì Phương Anh đã kéo được cái doanh số từ 50 tỷ đến 200 tỷ một tháng ạ. Đó ạ. Ngoài ra thì Phương Anh còn cái chiến lược tuyển sĩ du kích nữa. Cái chiến lược tuyển sĩ du kích đấy Phương Anh áp dụng cho tất cả đội nhóm trong hệ thống của mình. Không phải là ai cũng có thể tổ chức hội thảo ạ. Không phải ai cũng có thể có thể tổ chức workshop bởi vì thường là những cái leader lớn thì họ có thể tổ chức những cái chương trình lớn đúng không ạ? Vậy thì những cái đội nhóm nhỏ, những cái thành viên nhỏ cái nguồn lực họ chưa đủ nhiều Thì Phương Anh cho họ Làm những cái chiến lược tuyển sĩ du kích Nghĩa là gì? Họ tập trung xây dựng mối quan hệ Và lên mục tiêu Và chủ động tìm kiếm Và chủ động bám sát Cái khách hàng đó cho tới khi Mình hoàn thành được cái mục tiêu đấy Và mình đánh từng người, từng người một Và cuốn chiếu lên Chứ không phải là uh, cứ trải dài sức ra Nhưng mà không có tập trung ấy ạ Nên là cái chiến lược tuyển sĩ du kích đấy Dành cho... Uh, các đội nhóm mà họ họ ở nhà ấy họ, họ ở nhà họ không làm được những cái chương trình lớn thì họ có làm những cái chương trình họ làm những cái chương trình đấy thì nó rất là hiệu quả và không phải là phương anh làm một chương trình đâu một năm thì phương anh tuyển sỉ khá là nhiều cũng làm nhiều chương trình tuyển sỉ làm nhiều chương trình workshop nhưng mà phương anh không dừng ở nguyên cái việc tuyển sỉ ạ mà phương anh tập trung cho nhiều chiến lược bán lẻ bởi vì sao nếu mà mình chỉ tập trung nguyên tuyển sỉ thôi mà mình không có cách để giúp cho đội nhóm của mình ra hàng thì đội nhóm của mình cũng không có tiền. Đúng hay rất đúng ạ. Và mình phải làm sao để cái hàng ở trong hệ thống của mình nó đi ra ngoài thật sự và nó tới tay người tiêu dùng thật sự. Cái điều đấy rất là quan trọng ạ. Và Phương Anh xây dựng một cái lộ trình để ra hàng một cách từ đầu đến cuối là gì ạ? Tuyển sĩ, làm chương trình, làm hội thảo. Sau đó thì ra những cái chương trình bán lẻ, những cái chiến lược bán lẻ. Rồi sau đó lại làm tiếp tục những cái chương trình kem, chương trình đào tạo, chương trình huấn luyện, uh, kỹ năng và huấn luyện cho đội nhóm của mình tư duy. Thì khi mà mình làm một cái lộ trình như thế thì đội nhóm của mình từ đầu đến cuối họ sẽ theo một cái lộ trình như thế và hàng sẽ đi ra ngoài. Bởi vì Phương Anh rất là sợ rằng hàng nó chỉ làm trong hệ thống. Và khi mà đội nhóm của mình họ không có tiền ấy, thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều vấn đề đúng không ạ? Nên là đối với một người lãnh đạo thì mình mình nghĩ mình mình nghĩ chiến lược để à, tiền sỉ thì mình lại nghĩ ngắn quá mình phải nghĩ dài hơn một chút nghĩ sao hơn một chút mình phải nghĩ luôn cả những cái chiến lược định hướng ra những cái chiến lược ra hàng nữa thì đội nhóm của mình sẽ có tiền à, có thể xin mọi người một tràng vào tay được, được không ạ vâng và một từ khóa nữa ạ. đó là từ khóa follow ạ thật sự là cứ follow thầy uh, follow thầy và follow um, đầu của mình, bốt của mình. Bởi vì những cái gì mà thầy chia sẻ, những cái chiến lược mà thầy chia sẻ Phương Anh về áp dụng triệt để luôn mọi người ạ. À. Sang thầy 4 lần cốt trinh thì cả 4 lần về Phương Anh làm tới luôn, làm quyết liệt luôn và làm đúng đủ đều, làm cuốn chiếu luôn chứ mình không không chỉ học xong mình để đấy mà mình 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 follow thầy 100% và cái mà Phương Anh học được của thầy nhiều nhất và của chị Song Yến nhiều nhất đó chính là hai từ quan sát. Khi mà đi sang cộng đồng của thầy Thì uh, Khi mà mình quan sát Cách thầy làm Cách chị Song Yến làm Cách đối nhân xử thế uh, Cách xử lý Và cách mà Thầy dẫn dắt mọi người Thầy uh, truyền cảm hứng cho mọi người Phương Anh ngồi bên dưới Phương Anh quan sát rất là kỹ luôn Và Phương Anh nhận ra rằng Thực ra mình chỉ cần học Học kiến thức là một phần thôi Nhưng mình học Mình quan sát Cách thầy làm như thế nào Phương Anh cảm thấy rằng Cái đấy mình học được nhiều nhất Và tự nhiên cái hình ảnh của mình nó cứ hình ảnh của thầy nó cứ ngấm dần vào trong đầu của mình từ ánh mắt cử chỉ lời nói hành động của thầy có nghĩa là cứ ngấm dần ngấm dần vào trong đầu của mình thì vô thức phương anh follow được toàn bộ những cái đấy của thầy và dám làm những cái chương trình mà từ trước tới giờ mình chưa từng làm và thật sự năm 2022 đã giúp cho phương anh rất là lớn mà lớn là lớn từ bên trong ra chứ không phải là những cái bên ngoài và ngày hôm nay cũng rất là biết ơn chồng của phương anh Mọi lần lên là nói thao thao bất tuyệt nhiều quá, toàn quên không biết ơn chồng. Ngày hôm nay cho phép Phương Anh được gửi lời biết ơn đến chồng của mình. Thật sự là người đã hỗ trợ, yểm trợ Phương Anh trong năm 2022 rất là nhiều. Và chồng Phương Anh cũng được thầy và chị Song Yến thay đổi tư duy. Và chỉ một lần đi kem thôi, về anh ấy thay đổi 100%. Và đó cũng là cái giây phút quyết định. Phương Anh lấy chồng ấy ạ. Và... và vâng ạ và rất là biết ơn thầy em bầu lên em hơi em hơi hơi bị hụt chút ạ ok vâng. chúc mừng em con trai anh gái biết chưa dạ, chưa ạ. Yeah, chắc là con trai đấy thì thằng kia nó con trai nhà anh thích nó chắc là nó con trai vâng. ok rồi dành cho vợ chồng thái phương anh chào tay thật lớn chơi cho ảnh đây